Hôm nay mình ra vườn mình hái cây mồng tơi nha cả nhà, hái gì nấu canh. Nấu canh với cá thẩn. Giờ thì mình bắt nước lên mình nấu canh nha cả nhà. Và đây là chả cá thẩn mà mình đã điềm sẵn rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình bắt đầu bỏ vô canh. Mình cho xíu muối, xíu bột ngọt, mình đổ cái vô. Dùng cho xíu miếng nha cả nhà. Nhà mình nấu cái gì cũng bỏ miếng hết đó, thích ăn miếng. Cũng ngon nha. Và đây là mồng tơi mình đã xếp nhỏ rồi, bây giờ mình bỏ vô xong. Đúng rồi. Thì đây là rêu nhà mình tự tầm luôn á, tự nhiên luôn. Rất là ngon luôn nha nhà. Rồi, và bây giờ là canh đã chín.